Fista một tựa game lớn mới ngõ gần đây và rất là nhiều người ghét nó vì nó giống như một tựa game giống như tên là Soul ONG vậy, vì lối chơi của nó. Nhưng mà cả hai game này đều giống nhau ở điểm là nếu mà người chơi premium chơi thì người làm ra game sẽ được robust, và nếu mà người chơi premium càng chơi lâu hơn á thì cái người làm ra game sẽ được nhiều robust hơn, đồng nghĩa là nó sẽ được nhiều tiền hơn vậy á. Đối với rồi tại sao bạn thấy mấy người chơi solo ONG mới có tiền áp cao mà? Và đa phần những tựa game ONG đã thấy điều này là một cách kiếm của bố nhanh nhất mà không cần tạo nhiều game pass, nên đã cho mấy người chơi bấm một nút nó tên là Go cho đến khi mà được Ouga mừng cần thôi. Nhưng mà Fish là một tựa game hoàn toàn khác nhau vì nó có nhiều thứ để làm hơn, và ví dụ như là câu cá, bạn hơi lên bát hay là perfect mặc dù nó chả giúp gì cho bạn cả. Sau khi cá bị cắn câu, bạn sẽ làm một cái mini game, nó cũng không có hay và hay cho lắm. Nhưng mà điều hay về cái mini game này, bạn có thể coi nó như là một cái em trainer, là bạn có thể tập tay của bạn bấm mấy cái ngày chỗ gian thôi. Sau khi cá bị ăn mồi, bạn phải cố làm sao mà cái thằng ngày nó ở dưới con cá, với lại nhiều cần câu có thể giúp bạn câu nhanh hơn, vân vân và vân vân. Với lại game này có rất là nhiều con cá mà nó đi nhanh rất ngõi mà bạn không phải dùng mắt cừu để câu được nó. Và những con cá bạn câu á, nó có thể ngăn được gọi được đột biến. Cái điều này nó sẽ đạp con cá của bạn nó tăng giá thêm nữa, và bạn có thể bán được nhiều tiền thêm nữa. Và cái game này nó có rất là nhiều lạ đột biến luôn, vì nó là lý do tại sao bạn xem cái mô tả của game á, nó nói là game này có hơn 400.000 lại hay nhau. Và những con cá mà bạn câu được, bạn có thể bán nó để lấy tiền. Sau đó bạn có thể mua cần câu mặn hơn nè, với lại mua bẫy à, với lại nhiều thứ khác trong game nữa mà mình không tiện nói đây. Thêm một điều hay về cái game này nữa là bạn có thể xem những con cá mà bạn chưa câu và biết nó ở đâu. Và cũng có vài cần câu mà bạn cần 100% cái khu vực đó để mua. Mình cũng không biết là có bạn nào nhớ cái game Fish Simulator cái hồi xưa tầm 4 năm trước không? Chứ hồi xưa mình chơi một ngày nó cũng khá là cuốn luôn á. Mình qua được cái đảo lava gì à. Thôi nói chung là mình chỉ câu thời gian thôi. Nhưng mà mấy bạn không biết á, thì cái game này có vài cần câu mà nó có cái khả năng riêng biệt của nó, giống như cái cần câu Mythic này à. Nó có thể câu được mấy con cá mà 30% là có thể làm gamble rồi. Thì anh Trang cần câu của bạn cũng rất là dễ luôn. Bạn chỉ cần qua cái chỗ cái bức tượng này thôi, và bạn cần có cái enchant credit á, với lại bạn hãy đợi buổi tối mới enchant được. Với lại lưu ý à, cái game này có rất là nhiều enchant luôn. Mình khuyên bạn là ngân sờ Google để biết cái enchant nào ngon thôi. Và game này có rất là nhiều thứ mà mình lười ngó quá, nên là nếu mà các bạn nào chưa chơi á, mình mong là các bạn chơi thử chơi game này coi liệu nó có hay không. Chứ giờ thôi mình bay đây, mình đi ngủ rồi. À quên nữa, bạn nào mà chưa sub với bạn đó sub đi bạn, mà còn chưa bao giờ kiếm tiền nữa, đến giờ mình đã lỗ hơn trừ 25.000 của bút rồi đó. Giờ thì mình chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thôi mình đi đây.